Chào bạn, hiện tại mình đang có mặt ở tại chợ cá ở khu vực Hà Tiên nè, để coi ở đây có hải sản gì không nha. Con mực này bán sao vậy? Dạ, mực bán ký 150 anh một chân. Tư à? Bây giờ nữa, nó còn phải ghé lên. Giờ nó không chi, giờ phải ra chi rồi lại thầy tám phải ra cho bán cho. Lát đi thôi ạ. Còn như là bây giờ mai sẽ chê đi rồi. Xíu rồi. Để bán 200 ba. Nó chốt về cái gì? Xíu đi, xíu mua là. Hả? Quay đăng mạng chơi thôi chứ. Để con cá nhé. Đủ. Đúng rồi. Đúng rồi. Tuổi mấy sao? Tuổi 80. 80 hả? Chai uống gì con? Rau má sữa đồ hành. Tố kìa. Ủa cá này nhìn đâu phải cá sống à? Vậy là bán sao vậy? 202 hả? Này nhiều ký? 32 ký. 32 là mà 1 ký nhiều lắm nha, chứ không phải ký giống như mình thì có mấy con nha. Ở đây tí đi quay phim, tí đi quay lại mua. Hả? Để tí đi quay phim xong rồi đi lại mua. Nha. Vậy sao? Cua chắc lội luôn. Cua này con 4-5 con ký. 4 con ký. Quay một chùm cua như vậy nè. Cái này, chứ cái này không phải cua Cà Mau hả? Không. Ở đây tôi nhìn như thế này mà. Điều này nó lấy cua Cà Mau. Tại vì cua Cà Mau á, là nó đưa lên đây là nó cua càng tàn cua bỏng quá à. Nhưng mà bán thao thao là nó sạch cua Cà Mau. Ở trên chợ này là sạch cua đây. Tại vì cua đây nó ngọt, sạch, nó ngon hơn. Cua Cà Mau á là nó không có ngon bằng. Còn nó không có thịt bằng ra đâu. Xíu đi, xíu mua lại mua. Thôi con.
biết vậy? Tiên các bạn, kia là tàu cao tốc đi Phú Quốc, sang cầu Tô Châu.